Khi gặp chị vậy rồi anh biết chị có một đời chồng có hai đứa con vậy rồi, anh thương chị rồi anh về rồi anh có đôi khi mình có suy nghĩ là con riêng của chị đồ không? Dạ không, từ lúc em vô cái là em không gọi là không phân biệt con riêng con chung hết, mà em lúc mà em vô hai đứa này còn nhỏ mà em không có phân biệt con riêng con chung ấy, em cũng lo cũng nuôi, còn cũng không có cái công việc ổn định, làm gọi là làm cái này tí làm cái kia tí, xong cũng đủ gọi là lo cho bọn nó đi học đồ. Mến chào bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Lời đầu tiên Đôi Chân Lang Thang xin chúc quý ông bà cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Quay trở lại với núi rừng thiên nhiên và những người đồng bào nghèo khó khăn. Hôm nay Đôi Chân Lang Thang chia sẻ một cái câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ. Đôi vợ chồng này rất là khó khăn trong cuộc sống. Và cái câu chuyện của người chồng nghe qua thì rất là buồn và rất là xúc động cả nhà. Câu chuyện đẫm nước mắt thì mời cả nhà mình đồng hành cùng với Đôi Chân Lang Thang tập video này để vào bên trong ngôi nhà tìm hiểu thêm cái hoàn cảnh của họ như thế nào nha. Chú chào con nha. Con đang làm gì vậy? Dạ con đang rửa chén. Rửa chén hả? Hôm nay không đi học là sao? Hôm nay con không đi học hả? Dạ hôm nay là con nghỉ Tết. Con được nghỉ Tết rồi hả? Dạ. Rồi ba mẹ đâu? Ba đâu? Dạ ba con đi hái rau. Hái rau ở ngoài ngồi kia á. À đã kia rồi, chú thấy rồi, chú thấy rồi. Thôi con rửa đây chú ra đó nha. Ở trên rừng núi như thế này thì công việc của họ cũng như những người đồng bào khác cả nhà, thì cũng đi hái măng và đi chặt củi để bán thôi. Hình như là anh trai đang hái rau ở ngoài kia. Anh chào anh. Anh cho em đem anh cái mic nha, nói chuyện cho nó rõ hơn. Dạ. Đây con anh đó hả? Dạ con ạ. Xong đậu nón cho cháu đợi nắng. Anh đang hái rau à? Dạ hái rau hái đậu. Hái đậu hả? Dạ. Hôm nay nhà mình ăn món đậu hả anh? Dạ, ăn đậu à? Có nhà mình đậu chưa ăn, ăn chưa? Dạ chưa, mới hái nấu canh. Anh chị đó mới đi rừng về. Mới đi rừng về hả? Dạ. Thì hôm nay em đến thăm gia đình mình ha. Dạ. Cả nhà đây là nhân vật chính ngày hôm nay Đôi Chân Lang Thang muốn chia sẻ đến cả nhà mình đó. Thôi mình đi anh hái xong chưa? Dạ chưa, mới bắt đầu hái có tí anh chưa có hái kịp. Đây hôm nay mình mới đi rừng về thì mình lên rừng mình làm cái công việc gì anh? Chặt lò hành than đổ xong rồi về thì hái chuyến củi khô về nữa để bán cái thêm ấy vậy. Cũng gần Tết rồi mà cũng tranh thủ kiếm ít tiền để cho mấy đứa nhỏ kẹo mất ha. Dạ tranh thủ kia mình đã chuẩn bị được cái gì chưa cho mùa Tết năm nay chưa? Dạ chưa đâu có tiền gì đâu mà chuẩn bị anh. Tiền vào đâu có, ngày đi hầm than tuần này có lò than này có chai tốt thì được 2-3 bao, chai xấu thì nát hết than thì được có bao hơn bao chứ mấy. Mà than bây giờ đâu có giá đâu, có bao có trăm mấy à, không có giá đâu. Hầm than cũng cực quá ha. Cực lắm anh ạ. Em thấy đa số ở đây người đồng bào ở đây là họ cái người chính của họ đi hầm than. Toàn đa số ở đây toàn gọi là đi hầm than, đi rừng, đi núi vậy, chặt củi khô, hầm than đồ không à, chứ còn ngoài ra không có gì làm hết trơn á. Anh cứ hái bình thường đi. Dạ. Đây là những cây đậu của người đồng bào họ trồng này cả nhà. Ở trên đây em thấy là cái nguồn nước thì mình lấy ở đâu để mình trồng những cây đậu này anh ha? Cái này trồng vào nước mưa, năm ngoái trời nó mưa, tháng 12 nó mưa, xong mình trồng xong rồi nó mọc lên rồi mình không cần tưới nước đâu. Cái này tự nhiên mà. Đậu này là mình kêu bằng đậu gì vậy? Đậu rán hay sao á? Đây nè cả nhà. Cái đậu này ăn cũng rất là ngon á. Cả nhà mình. Rồi mình trồng này để mình ăn hay là mình bán? Dạ trồng để ăn nè, đâu có bán đâu. Trồng ăn mà em thấy trồng nhiều quá ha.
trồng ăn đồ để ít làm giống nữa, năm sau trồng lại nữa. Hôm nay là mình không có đi núi, là con cái đồ nghỉ Tết hết rồi. Có nghỉ Tết nghỉ cho mình đi núi vẫn đi chứ. Không đi thì mình hoàn cải mình giống vậy, mình không đi mình lấy gì mình sống. Rồi mình đi đồ Tết rồi. Giỏi ha, con giỏi ha con ha. Ồ, em chào chị ha. Chào. Gia đình đang ăn cơm chưa? Chưa. À, đang đợi cơm hả? Đang đợi cơm. Cho em vào nhà mình trò chuyện chút xíu nha. Ừ, tự nhiên. À, chị đeo giùm em cái mic đi. Đem cái mic vô mình trò chuyện cho nó, nói chuyện cho nó rõ ràng hơn á. Thì hôm nay á, là em được bà con ở đây chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của anh chị rất là khó khăn trong cuộc sống. Nên hôm nay em đến em tìm hiểu và có thể là em giúp được cho gia đình mình cái gì thì em sẽ giúp ha. Chị có thể là cho em biết mà là mình tên gì em chị? Họ và tên Thị Bảo. Thị Bảo. À, chị năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ha? 30. 30 tuổi. Dạ. À, mấy đứa con của chị đây hả chị? Dạ. À, thấy cháu lớn là gái đầu hả chị? Gái đầu. À, năm nay được bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ, năm nay được 12 tuổi. 12 tuổi rồi. Con học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 6. Học lớp 6 rồi. À, nhìn xinh gái quá ha. À, ở trên đây em thấy trên cái thung lũng núi như thế này thì mình làm cái công việc gì để mình kiếm ra cái đồng tiền vậy chị? Đi lượm phân bò với lại đi chặt củi khô á. À, mình lượm phân bò bán. À, mình lượm một ngày mình lượm được nhiều không? Không, tại vì họ còn đi lượm nữa, có được có một bao à, một ngày một bao á. Dạ, ngày một bao. Vậy là một bao mình bán được bao nhiêu tiền? Một bao đỏ là mình bán á, một bao một người mình bán á là được 30 ngàn á. Dạ, 30 ngàn. Rồi mình đi chặt củi thêm để bán nữa. Chặt thêm, bán thêm kiếm tiền để mua cá mắm cho cháu nó ăn nữa. Dạ. Rồi trung bình một ngày là mình kiếm khoảng bao nhiêu tiền? Sáng mình đi sớm mình đi lượm phân hoặc mình đi chặt củi, một người củi một người là 15 ngàn. Dạ. Một ngày mình có thể là làm ra được 100 ngàn không? Không, một ngày hai củi chặt là được hai người là được 30 ngàn. 30 ngàn một ngày. Rồi mình có đủ chi tiêu trong cuộc sống không, hàng ngày không? Không. Rồi chồng của chị làm công việc gì? Đi chặt củi lò, đi hầm than á. Dạ. Hai vợ chồng làm vậy mà không có đủ để trang trải trong cuộc sống. Tại vì mấy đứa nhỏ nó ăn bánh, kẹo này nọ nữa, mình mua nhiều thứ như cá, mắm hoặc là muối đồ á. Dạ. Chị là có mấy đứa con? 4 đứa. 4 đứa con rồi. 30 tuổi mà 4 đứa con, chắc chị lấy chồng sớm ha. Dạ. À, chị cứ tự nhiên cứ thể có chia sẻ cho em cái hoàn cảnh của gia đình mình. À, cháu đi học thì em thấy trên đây là cái tuyến đường đi xuống dưới trường có xa không? Cũng xa. Sáng là dậy sớm á, là nếu có để cháu nó dậy sớm để cháu nó đi bộ đi học vậy. Dạ. Từ đây đi xuống đó đi bộ. Đi bộ, đi đường nào, đi đường tắt nó nhanh hơn. À, là mình đi đường suối hả? Đi đường suối nó nhanh hơn. Dạ. Còn cháu này học vài huyện lận. Vài huyện? Học huyện Thuận Bắc á. Dạ. À, mình học ngoài đó thì mình đưa đón hay là như thế nào vậy chị? Không, nhà nước lo. Dạ, nhà nước lo. Tại vì cháu nó học giỏi, được nhà nước lo á. Học giỏi hả chị? Được học giỏi. Dạ. Học giỏi là nhà nước lo là mình bên phần mình là người đồng bào họ hỗ trợ cho mình hay là như thế nào? Ví dụ là học giỏi là tháng á, một tháng là về một lần, một tuần á là mình đi thăm những mua trái cây hoặc là bán đồ thêm cho con mình vậy á. À, em hiểu rồi, ý là mình ở nội trú đúng không? Đúng rồi. À, vậy là học giỏi là mình được học bổng luôn. À, mới cái lớp 6 mà học giỏi được học bổng luôn vậy luôn hả?
À, con học giỏi nhất môn gì vậy con? Dạ môn ngữ văn. Môn ngữ văn hả? Rồi môn nào nữa? Dạ hết rồi chứ. Hết rồi hả? Lúc mà từ lớp 1 tới lớp 5 thì học giỏi, nhưng học lớp 6 là như học kém quá. Lớp 6 là năm này học kém. Năm này con có cái đường mà bằng khen không? Dạ không. Không hả? Học lớp 1 á tới lớp 5 á, viết chữ đẹp cũng có giấy khen, có tiền người ta hỗ trợ đồ. Nhưng lớp 6 này cũng có gì luôn. Ráng học lên nha con nha. Sau này để mình học giỏi thì giỏi luôn, rồi mình có thể là cải thiện cuộc sống để giúp đỡ cho cha mẹ ha. Con có ham học không? Con có ham học không? Dạ có. Có hả? Rồi học hành vậy rồi có đủ sách vở rồi để đi học không? Dạ có. Có thiếu thốn cái gì không? Dạ không. Không hả? Ba mẹ lo cho mình hết luôn. Dạ. Rồi chị cảm thấy sao khi mà cuộc sống của mình khó khăn và nuôi bốn người con như vậy? Nhưng cũng thiếu thốn, nhưng mà mình sinh ra rồi mình nuôi chứ sao nữa. Mình cũng ráng đi làm vậy á. Dạ. Em thấy thì chia sẻ một ngày thì mình hai vợ chồng làm là trung bình là được 100.000 không? Cũng không à, nếu mình về sớm mình lại làm sớm, nếu mà người chồng phụ nữa chắc không được đâu. Không được 100.000 mà mình phải nuôi bốn người con, trong khi đó là hai đứa đi học, là hai đứa còn nhỏ vẫn còn sữa tã, cái hoàn cảnh cũng rất là đáng thương cả nhà mình. Thì bên trong cái ngôi nhà của anh chị á thì rất là đơn sơ, là mình phòng mình ngủ là ngủ bên trong đó thôi chị. Cũng cục dọn ngủ vậy á. Rồi mấy đứa nhỏ nó ngủ ở đâu? Cũng ngủ ở dưới, có khi ngủ trên võng. Rồi trên đây là mình có điện đuốc gì không chị? Không có. Không có điện hả? Không. Mình xài bằng điện pin hay sao? Điện pin. Rất là khó khăn trong cuộc sống. Cả nhà mình, chồng thì nhỏ hơn vợ. Anh cho em hỏi là hình như là anh không phải là người đồng bào ở đây đúng không? Dạ em không phải người đồng bào ở đây đâu. Em người ở ngoài Bắc. Ô trời. Em ở ngoài Bắc nhưng mà em cũng đồng bào mà ở xa lắm. Dạ. Dạ. Ở ngoài Bắc, anh ở tỉnh nào? Dạ em ở tỉnh Hà Giang ạ. Hà Giang. Dạ. Ô xa thế. Ở Cao Nguyên Đá Đồng Vang á. Dạ. Dạ. Vào đây lấy vợ. Dạ. Trời ơi, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau vậy? Không biết cơn gió nó thổi vô đây. Mình gặp nhau được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 3-4 năm nay rồi. 4-5 năm nay rồi. Ở bên nhau. 4-5 năm rồi. Dạ. Trời ơi, cả nhà. Hỏi ra bây giờ mới biết nè. Là gặp chị là thời điểm nào vậy anh? Anh có thể chia sẻ chút xíu được không? Gặp chị lúc gặp là qua điện thoại. Qua điện thoại Facebook xong rồi chị cũng vợ em ấy cũng đi làm ở bên Đồng Nai, còn em làm bên Bình Dương á. Xong rồi quen qua điện thoại cái thời gian, xong rồi gặp mặt nhau, xong rồi gọi là hai bên đều gọi là thích nhau thì gọi là yêu nhau rồi đến với nhau vậy. Ý là chị là đi làm Bình Dương, anh làm ở đâu? Chị làm Đồng Nai. Làm Đồng Nai. Còn em làm bên Bình Dương. Là mình quen nhau qua điện thoại. Dạ. Qua Zalo, Facebook đúng không? Dạ. Rồi trò chuyện xong một thời gian sau rồi gặp mặt rồi đến với nhau luôn. Trò chuyện cũng hơn một năm. Ấy, em thấy anh nói là chia sẻ là anh sống với chị là 3-4 năm nay. Gọi là quen nhau trước là một năm, còn là sống là lấy ở với nhau là được 3-4 năm nay rồi. Năm nay là 5 năm rồi. Vậy là con của chị là 12 tuổi rồi. Là con gái lớn là con riêng, với đứa con trai đó là con riêng, còn hai đứa con nhỏ là con chung vậy đó. Là chị có một đợt chồng trước rồi. Là chị có một đợt chồng trước rồi. Dạ. Là có hai đứa con riêng. Dạ. Hai đứa lớn còn hai đứa nhỏ là con của anh. Dạ. Ở Hà Giang mà dù tới đây lấy vợ. Dạ. Rất là xa xôi. Xa lắm. Nhiều lúc mà nhớ, gọi là nhớ cha mẹ bên kia mà gọi là nhiều lúc buồn tuổi thơ chứ. Không có tiền, không có đồng tiền nào để về được á.
mà lấy vợ đây cái hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, bây giờ kiếm được đồng tiền về nó cũng gay go lắm, khó khăn lắm. Mình sống nhiều lúc sống bây giờ lo ba bốn đứa con, hai vợ chồng lo nhiều lúc không có đủ ăn nữa mà lấy đồng tiền để về được. Bao nhiêu năm rồi anh chưa về quê? Được cũng 5 năm nay rồi chứ chưa có về, gọi là từ lúc ở với vợ cái chưa có về lần nào vậy. Có một đợt thì ông già chết thì ông già mất ấy, xong về có 2-3 ngày xong xuống lại. Tại vì ở đây ở dưới này thì cũng hoàn cảnh khó khăn, vợ thì con nhỏ nữa mà tranh thủ chạy ở đây. Cái duyên số đến đây mà mình làm ở đây thì em thấy cái công việc của anh thì nó không có ổn định, mà mình không có nghề nghiệp gì hết. Làm sao mà mình để có tiền để mình về quê, tại quê của anh rất là xa. Đúng em rồi. Thì em chưa đến Hà Giang bao giờ, nhưng mà anh có thể chia sẻ là mình từ đây mình ra Hà Giang là bao nhiêu cây số không anh? Từ đây đi tới ngoài gọi là đi tới nhà luôn á là trên 2000 cây á. Trên 2000 cây số. Dạ. Dạ. Ví dụ là mình có thể là mình đi xe khách về đó thì mất tầm bao nhiêu tiền? Bây giờ nó đi tiền xe khách thì nó mát hơn chắc hơn 2 triệu gì đó. Cả gọi là tiền chi phí đồ thì nếu mà nó nghỉ đồ thì mình tự túc mình bỏ ra thêm gì đó. Là nó hơn nữa. Còn không tiền. Có tiền để về quê luôn. Yeah. Rồi năm nay cũng không về luôn, hai vợ chồng không về luôn. Không có về, từ lúc lấy vợ cho tới giờ mà đâu có tiền, đâu có dắt vợ về ngoài kia được đâu, đâu có tiền về đâu. Gọi là có 2 đứa con cũng lớn hết rồi, bây giờ cũng con cũng lớn rồi mà chưa có về lần nào được. Không có tiền về. Mà cũng muốn về, hai vợ chồng cũng muốn về mà vợ cũng gọi là cũng muốn để biết ba mẹ anh em, cô chú cô bác bên kia mà mình đâu có tiền về đâu. Bây giờ mình lo cái hoàn cảnh của mình, nhìn thấy hoàn cảnh của mình khó khăn mà 3-4 đứa con ấy nó có đủ tiền về. Lo nhiều lúc còn không đủ sống qua ngày mà lấy tiền nó ra về. Thì mình cái số phận mình lấy vậy mình chấp nhận chịu khổ. Còn lúc nào có, còn bảo là lúc nào có được chắc không bao giờ có được. Còn anh em bên kia thì nó nhớ nó thương mình thì nó qua nó thăng vậy. Chị hay ngồi về nhà không anh? Nhà gọi thì vẫn gọi thường xuyên vậy đó, mình liên lạc thường xuyên gọi bà, cho bà già, con già mất rồi gọi bà già với anh em. Khi là ba mình mất là mình về được 1-2 ngày rồi mình vào lại. Dạ. Là 4-5 năm đây là không được về luôn. Không được về luôn. Là mình không có tiền để về. Dạ, không có tiền về. Còn lúc về thì cũng mượn tiền về xong cái mượn tiền còn không đủ tiền về nữa chứ, về tới bên kia xong rồi xuống không có đủ tiền về nữa. Không có đủ tiền xuống này, anh em bên kia gom tiền cho xuống lại tiếp. Nghe em chia sẻ thì em cảm thấy cũng rất là buồn luôn á. Sống ở nơi xứ người. Tại vì gọi là một mình, nó một mình mà đi ở một nơi xa, đường xa xôi luôn. Hoặc là coi như là giống như kiểu là không có cha mẹ, không có anh em luôn. Nói giống như kiểu là nói thẳng, bây giờ gọi là còn mẹ thì có anh em, thế nhưng mình sống vậy coi như là không cha không mẹ không em vậy đó, giống như một cô vậy. Hai vợ chồng gặp nhau rồi mình ở với nhau thôi. Dạ. Anh có cưới hỏi gì không, có rước nhau không? Dạ không có cưới hỏi gì hết trơn á. Gặp nhau rồi gọi là xa quá thì gọi điện cho gia đình bên kia biết, thì với bên này ba mẹ đồng ý thì ở với nhau chứ không có gọi là lảng đáng lảng gì hết trơn, gọi là làm mâm cơm đồ cho cô chú cô bác bên này biết thì thôi. Ý là mình làm mâm cơm bên phía vợ thôi. Dạ. Còn phía bên mình thì không có về được. Dạ không có về được, không có làng gì đó. Dạ. Còn cũng rất là thương. Còn làng hoàn cảnh này, còn làng ví dụ lúc giả sử ví dụ lúc em mới vô vậy nhìn thấy hoàn cảnh mà nếu mà làng thì cũng không có chịu nổi. Mà ở gần thì bảo là 100 cây số thì còn đi lại còn được, mà nó mấy nghìn cây số, gần 3000 cây số. Khó khăn đó, anh. Rồi khi gặp chị vậy rồi anh biết chị có một đời chồng có 2 đứa con vậy rồi anh thương chị rồi anh về rồi anh có đôi khi mình có suy nghĩ con riêng của chị đồ không? Dạ không, từ lúc em vô cái là em không gọi là không phân biệt con riêng con chung hết, mà em lúc mà em vô 2 đứa này còn nhỏ mà em không có phân biệt con riêng con chung ấy, em cũng lo cũng nuôi còn cũng không có cái công việc ổn định, làm gọi là làm cái này tí làm cái kia tí xong cũng đủ gọi là lo cho bọn nó đi học đồ, 2 đứa nó đi học đồ. Nhiều lúc thiếu thốn thì gọi là đi vay mượn đồ cho mấy đứa con đi học, còn mình làm cha làm mẹ thì ở nhà có gì ăn thì gọi là ăn
ăn mắm muối đồ là gọi là đủ đồ, mình hai mình luôn ăn thế đại, chủ yếu lo cho mấy đứa con cái nó ăn học hành, sau này con cái nó học được thế nào là tùy con cái vậy đó. Yeah. Thì thấy anh cũng rất là tuyệt vời, cũng thương con riêng của vợ. Thì mấy đứa nhỏ mà nó đâu có biết gì đâu đúng không anh? Mình nhỏ nó đâu biết gì, ví dụ mình bỏ nó mình cho nó ăn, mình cảm thấy cái lương tâm của mình nó sao sao vậy đó. Mình không hề bỏ được gì đó. Dạ đúng rồi. Mình nghĩ lại cũng giống như mình là ví dụ mình bỏ hai đứa nhỏ thì cũng nghĩ lại bản thân mình, ví dụ mình ở xa thì mình vô tới đây thì mình cũng giống như một đứa con mồ côi vậy, thì mình cũng nghĩ lại trước bản thân mình rồi sau này nghĩ tới con cái mình nữa vậy đó. Dạ. Cũng giống như một đứa con mồ côi vậy, thì mình bỏ hai đứa con thì cũng giống như mồ côi vậy, cũng giống như mình vậy đó. Mình phải chân nhỏ mình nuôi, mình lo. Khổ cỡ nào mà kệ, mà man nợ cỡ nào mà kệ, mà bệnh tật ăn học đồ cũng phải cố gắng để lo. Thương là thương cho mấy đứa nhỏ, à. Tại nó đâu có biết gì đâu ha. Mình là cha làm mẹ là mình cố gắng lo cho con. Em cũng mong anh cũng yêu thương mấy đứa nó. Tại vì tuy là không phải con ruột thiệt nhưng mà đã ở thì cũng coi là con, thì mình coi như là mình là cha thì mình cũng phải gọi là khổ mà mình cũng phải lo cho con ăn học nó, cho nó tới nơi tới chỗ để sau này cái lớn lên rồi cái tương lai của nó thế nào, mình là cha mình già mình không biết là nó được thế nào hay thế đấy. Đó cũng là cái duyên số phận của mình đó, anh ạ. Nó là do cái số phận mình chứ đâu có mà số phận mình tới đâu hay tới đó mà vậy. Hôm nay em mạn phép hỏi cái chuyện riêng của gia đình mình. Thì thấy anh tâm sự vậy rất là thương anh luôn. Chị thấy cảm nhận cái cảm xúc sao khi được chồng mình chia sẻ? Cũng nghĩ chắc mình cũng chắc nghĩ được chồng được đó, không thương mình, nghĩ chồng sao thương mình cũng rất hạnh phúc. Yeah. Tuy khổ nhưng mà hạnh phúc mà. Tuy khổ nhưng là hạnh phúc. Yeah. Thì cũng năm mới sắp đến rồi, nhà gia đình mình có chuẩn bị bánh kẹo gì cho mấy cháu chưa? Cũng, năm nay cũng định cũng có tiền mua gì để trên bàn thờ, nhưng kẹo bánh gì cũng có tiền mua. Chị là phải thương anh nha, thương nhiều vô nha. thương thì mới có con chứ mới vô sống với chị vợ em nha. Hiếm khi mà được một người chồng là như vậy lắm á nha. Cũng rất hạnh phúc. Đôi khi mình cũng nghĩ như họ người ngoài nói chắc gặp chồng chứ không có duyên, mà cũng đánh đạp nhiều lắm, chắc chồng sau này chắc trời trả ơn lại, cũng người ta cũng nói nhiều. Dạ. Anh có ngại khi mình nhắc tới cái chuyện gia đình riêng của chị không? Dạ, có gì ngại đâu anh. Không có ngại, tại vì mọi cái mình đều chấp nhận hết mà anh. Dạ. Dạ. Tại vì mình gọi là mình thích, mình lấy, mình ở với nhau, sống với nhau thì mình phải chấp nhận mọi cái, mọi thứ và mọi điều khó khăn hết đấy đó. Dạ. Dạ. Có một cái nhà tranh che tấm bạt ở mà mình cũng gọi là chỉ cần gọi là gia đình hạnh phúc, không bệnh tật, điều khỏe mạnh là được. Dạ. Mình khổ, mình sợ nhất cái bệnh tật của mình là lúc đó mình gọi là sợ ở đâu thì không thấy đấy, mà không gọi là anh em thì không có ai giúp mình, lúc đó mình mới khổ chứ. Còn chủ yếu không có bệnh tật là không có cái gì mà cái gọi là người ta sống qua ngày mình cũng sống được qua ngày vậy đó. Yeah. Anh là người đồng dân tộc Dao anh? Dạ, yeah, em là dân tộc Dao ạ. Là mình gọi cái tiếng gọi là người đồng bào, người dân tộc Dao. Dạ, đồng bào cũng là Hà Giang. Đồng. Dạ. Em cũng thích ở Hà Giang mà chưa có dịp để ra. Ở Hà Giang cảnh rất là đẹp anh ha. Ở Hà Giang cảnh nó đẹp thiệt nhưng bây giờ chắc cũng lâu rồi, em cũng không vậy, nó cũng khác nhau hết rồi. Lâu quá mình không về rồi. Lâu quá. Nó thay đổi đúng không? Dạ, thay đổi hoàn toàn hay sao. Dạ. Tại vì lâu lắm, cũng mấy năm nay, 4-5 năm nay đâu có về đâu vậy. Yeah. Không có đủ tiền bạc để về, cũng không biết cảnh bên kia như thế nào. Anh thì gia đình anh thì có mấy người ở đây á? Không, gia đình ở ngoài quê á. Nhà nhiều lắm anh ạ. Yeah. Nguyên anh em là 6 anh em mà. 6 anh em là 6 anh em con trai hết. Yeah. Còn đứa em gái thì mất rồi, còn bây giờ còn ông cố nữa. Ông cố, bà cố 70-80 vẫn còn đang ở. Yeah. Vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Yeah. Nghe anh chia sẻ thì em cũng rất là xúc động.
Tại cả nhà mình biết không, mỗi lần mà cuối năm á, Tết đến á, thì ai cũng nôn nao để về gặp gia đình. Nếu mà mình đi làm thuê hay là ở xa thì anh cũng muốn về nhà nhưng mà không có cơ hội để về. Nghe qua thì cũng rất là buồn. Mỗi năm Tết đồ anh em bên kia bố mẹ gọi là bố mất rồi mẹ đồ anh em đồ bên kia bảo là Tết rồi cứ gọi điện bảo về đi, về ăn Tết bên kia đi rồi ăn mấy ngày xong rồi xuống được bảo tiền đâu con về, con đâu có tiền mà con về, con cũng muốn về lắm, muốn về thăng em đồ, thăng mẹ đồ, bà già đồ, muốn về lắm nhưng mà đâu có về được. Cứ mỗi năm Tết thì mình cảm thấy buồn cái tuổi thân của mình, nhưng yeah. mình đâu có nói được ra gì đó. Hôm nay là gặp em đến là anh chia sẻ bung đó luôn ha, nỗi lòng của mình luôn ha. Nghe rất là thương. Rồi, cố gắng là biết đâu ăn Tết xong rồi qua năm mới mình cải thiện cuộc sống, trời thương rồi cho mình cái công việc nào ổn định rồi mình làm, mình dành dụm rồi mình có tiền rồi sáng năm mình về. Cầu cho được như anh nói thì tốt quá. Thì nói qua cái ngôi nhà của anh thì mình sống ở đây thì mưa đồ nó có bị tạt không anh? Dạ mưa đồ nó cũng tạt anh. Tạt. Dạ mưa đồ thì đi mua cái bạt chay thương lái. Tại vì dạ. Ở trên dạ. thì nó không có tạt mà mấy cái khe hở này nó tạt. Dạ. Dạ. Rất là đơn sơ. Quay cho cả nhà mình xem một chút xíu bên trong cái ngôi nhà của anh nha. Dạ. Anh có thể là dẫn em vào cái phòng để tham quan chút xíu được không anh? Dạ. Đây nè cả nhà. Đây là chỗ hai vợ chồng với lại mấy đứa nhỏ ngủ này hả? Ba bốn đứa con á. À, là mình ngủ trong không gian ở đây. Cái ngôi nhà rất là thấp cả nhà. Đứng là đụng đầu luôn á. Đụng đầu luôn chứ. Rất là khó khăn. Cả nhà hôm nay đưa chân lang thang đến đây thăm cái hoàn cảnh của gia đình anh chị. Đôi vợ chồng có bốn đứa con, rất là khó khăn cho cuộc sống. Thì em đến thăm anh thì nghe anh chia sẻ qua cái câu chuyện của mình và hoàn cảnh của gia đình. Thì em rất là xúc động khi thấy anh tâm sự mà anh ở rất là xa mà vào đây làm ăn thì có duyên lấy vợ trong đây. Nhưng mà vợ trước của anh thì có một đời chồng rồi, hai đứa con rồi. Thấy anh chia sẻ qua thì cũng thấy anh rất là tuyệt vời cả nha. Thì anh có chia sẻ là 5-6 năm rồi anh không có được về quê. Tết nhất tới nơi thì cũng nhớ mẹ, cũng muốn về thăm quê nhưng mà không có tiền để về. Nghe cái câu chuyện của anh chia sẻ thì cũng rất là thương anh luôn. Thì em đến đây cảm ơn anh đã chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình mình nha. Thì em cũng có một cái món quà nho nhỏ, thì cũng không nhiều nhưng mà em cũng muốn cho mấy cháu để mua bánh mua kẹo ăn. Cả nhà mình có chuẩn bị sẵn là 500.000. Cái số tiền 500.000 này là của cô chú Ba Chích Trần ở Mỹ, đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo khó khăn. Thì cái món quà tuy rằng nó không có gọi là lớn lao lắm nhưng mà đây là cái tấm lòng của cô chú anh chị mình thường quân ha. Dạ. Em cũng muốn tặng cho mấy cháu để mua bánh mua kẹo cho mấy cháu ăn Tết. Dạ. Cảm ơn nhé. Thì cảm anh ơn. Cảm thấy sao khi mà mình không được về quê rồi cái cảm xúc của mình nhớ mẹ nhớ gia đình? Có chứ, nó buồn quá và nó càng nó trong đầu nó cứ suy nghĩ về những cái trong cái tháng này nè, vì anh em nào cũng điện ấy, là bảo về ăn Tết bên kia tại vì mình không có được cái đồng tiền mình về ấy, nên mình cảm thấy mình buồn. Yeah. Mà mình không có nói được ra gì đó. Yeah. Mình buồn chứ cứ không biết nói, không biết để nói cho ai mà không biết để chia sẻ cho ai gì đó. Yeah. Mà để nói cho vợ thì cũng gọi là nói thì cái chuyện này nói ra thì nó gọi là mình cũng đâu có được, vợ chồng cũng đâu có được đồng tiền về mà nói ra để cho vợ nó buồn thêm nữa thì thà không nói nữa, để trong lòng mình. Thôi cố gắng lên ha. Qua năm mình cũng cố gắng cải thiện thêm một chút xíu cuộc sống để có thu nhập nhiều để tiêu lo cho mấy đứa nhỏ. Cố gắng lên đừng buồn nữa ha. Biết đâu sang năm mình phát tài sao. Chú về nha con, ráng học dỗ lên nha con. Dạ. Thôi em về nha, em cảm ơn anh chị nha. Rồi lần sau nếu mà có duyên có cơ hội thì em sẽ quay lại thăm gia đình mình ha. Rồi em cũng chúc cho anh và chị mấy đứa nhỏ có một năm mới thật là vui ha. Sum họp gia đình ha, hạnh phúc ha.
Bye bye anh ha. Cảm ơn. Thì cả nhà đôi chân lang thang cũng thay mặt cho gia đình anh á, là cảm ơn cô chú ba chích Trần ở Mỹ. Con cũng không biết nói gì hơn, chúc cho cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà xem video thì cảm nhận cảm nghĩ như thế nào thì hãy comment bên dưới nha cả nhà. Đừng quên giúp cho đôi chân lang thang một lượt đăng ký nha cả nhà. Chia sẻ video tất cả cô chú anh chị mình cùng xem và hiểu thêm về cái cuộc sống của người đồng bào nghèo khó khăn. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.